học hôm trước cô đã dạy các bạn hai phần rồi, đó là phần qua và phần que. Tiết học mới hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn thêm hai phần mới nữa, đó là phần oai và phần quay. Cô đố các bạn, đây là gì? À, đúng rồi, đây là chiếc điện thoại. Điện thoại là một vật dụng dùng để liên lạc với mọi người khi mình không thể ra đường trực tiếp liên lạc đối với người thân của mình. Cô giới thiệu với các em từ điện thoại. Trong từ điện thoại, những tiếng nào các con đã học rồi? À, đúng rồi, tiếng điện các con đã học rồi. Như vậy, hôm nay tiếng có man vần mới mà cô muốn giới thiệu đến với các con, đó là tiếng thoại. Trong tiếng thoại, những âm nào các con đã học? À, đúng rồi, đó là âm thở các con đã học rồi. Như vậy, hôm nay vần oai là vần mới cô muốn giới thiệu đến với các con. Vần oai là vần được tạo bởi ba âm, đó là âm o, âm a và âm y. Cô đánh vần như sau: o a i oai. Oai. Để có tiếng thoại, cô làm sao? Để có tiếng thoại, cô thêm âm thờ đứng trước, vần oai đứng sau, thanh nặng ở dưới âm a. Cô đánh vần thờ oai thoai nặng thoại. Thoại, điện, thoại. Và sau đây, cô mời cả lớp mình cùng đọc lại vần oai với cô nhé. Oai, thoại, điện, thoại. Cô và các bạn cùng bước qua một vần thứ hai nhé. Vần mới tiếp theo, cô muốn giới thiệu với các em, đó là vần oai. Vần oai của cô được tạo bởi ba âm, đó là âm o, âm a và âm y dài. Cô đánh vần như sau: o a i oai. Oai. Sờ oai xoay sắc xoáy xoáy. Cô mời một bạn phân tích cho cô tiếng xoáy. Rất giỏi. Cô cảm ơn các bạn. Tiếng xoáy gồm âm sờ đứng trước, vần oai đứng sau, thanh sắc trên đầu âm a. Tiếng xoáy có trong từ gió xoáy. Và cô có từ gió xoáy. Cô mời các bạn. Cô mời các bạn cùng đọc lại với cô. Gió xoáy. Gió xoáy là như thế nào? Cô mời các bạn cùng quan sát tranh với cô nhé. Cô có một bức tranh về hiện tượng gió xoáy. Gió xoáy là một luồng gió hình xoắn ốc, rất là nguy hiểm cho tánh mạng của con người. Và nhất là các con, khi ra ngoài đường các con gặp hiện tượng gió xoáy như thế này thì các con nên tìm nơi trú ẩn, vì cái cơn gió xoáy này nó rất là nguy hiểm. Nhớ nha các con. Sau đây, cô xin mời các bạn cùng đọc lại với cô hai vần hôm nay chúng ta vừa tìm hiểu nhé. Trước khi các con đọc, cô có một số điều lưu ý như sau. Khi đọc hai vần oai và vần oai, các con lưu ý hai vần này đều có âm o đứng đầu. Khi đọc các con nên tròn môi nhé các con. Và sau đây cô mời các bạn cùng đọc to với cô nào. Oai, thoại, điện, thoại. Oai, xoáy, gió, xoáy. Cô cảm ơn các bạn. Và sau đây cô mời cả lớp của chúng ta cùng bước qua phần luyện đọc từ ứng dụng nhé. Cô có 4 từ ứng dụng sau. Và sau đây cô mời một bạn đứng lên đọc cho cô từ ứng dụng thứ nhất. Quả xoài. Quả xoài. Bạn nào đã ăn quả xoài chưa? Các con biết gì về quả xoài? À, đúng rồi, quả xoài ăn rất là ngon. Cô có bức tranh về quả xoài, các con cùng quan sát nhé. Quả xoài là một loại quả rất tốt cho cơ thể của các con. Khi các con ăn, nó giúp cho cơ thể của các con có nhiều vitamin C nè, giúp cho các con được khỏe mạnh nè, tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch bệnh này nhé. Ngoài quả xoài này ra, các con cần lưu ý, các con phải ăn thêm nhiều loại quả khác để cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể của mình nhé các con.
Trong từ quả xoài, cô mời một bạn đứng lên tìm cho cô những tiếng nào có mang vần hôm nay mình vừa học. À, đúng rồi, đó là tiếng xoài. Tiếng xoài có mang vần oai là vần mới hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời bạn đọc lại giúp cô nhé. Sờ oai xoay quyền xoài, quả xoài. Tiếp theo, cô và các bạn cùng tìm hiểu thêm một loại thức ăn nữa nhé. Cô mời một bạn đứng lên đọc cho cô từ này. Khoai lang. Và sau đây, và đây là hình ảnh của củ khoai lang. Củ khoai lang nè các con, khi ăn khoai lang các con nhớ phải luộc chín nhé, thì các con mới có thể ăn được. Khoai lang là một loại thực phẩm có chứa nhiều tinh bột, rất tốt cho hệ tiêu hóa của các con. Tiếp tục, cô và các bạn cùng tìm hiểu từ ứng dụng thứ ba nhé. Hí hoáy. Trong từ hí hoáy, tiếng nào các con có mang vần mới hôm nay các con vừa học? À, rất là chính xác. Tiếng hoáy có mang vần oai hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn phân tích cho cô tiếng hoáy. Tiếng hoáy gồm âm hờ đứng trước, vần oai đứng sau, thanh sắc trên đầu âm A. Vậy hí hoáy có nghĩa là sao vậy con? À, rất giỏi. Hí hoáy có nghĩa là một hành động mà chúng ta đang tập trung làm một việc gì đó liên tục. Cô ví dụ như hành động mà con đang cầm cuội viết bài. Và sau đây, cô mời các bạn cùng bước qua từ ứng dụng cuối cùng nhé. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô. Loay hoay. Loay hoay, loay hoay có nghĩa là gì? À, loay hoay có nghĩa là một hành động thiếu tập trung. Khi cô đang giảng bài, hai bạn không tập trung quay qua quay lại, hành động đó là hành động loay hoay. Trong từ loay hoay, những tiếng nào có chứa vần mới hôm nay chúng ta vừa học? Chính xác, đó là tiếng loay và tiếng hoay. Trong tiếng loay và tiếng hoay đều mang vần oai hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô từ này. Loay hoay. Và sau đây, cô xin mời cả lớp chúng ta cùng đọc lại cả bài với cô nhé. Oai thoại điện thoại. Oai xoáy gió xoáy. Quả xoài khoai lang. Hí hoáy loay hoay. Cô cảm ơn các bạn. Trước khi vào luyện đọc câu ứng dụng, cô mời cả lớp chúng ta cùng thư giãn với cô bài hát này nhé. Đã hết giờ thư giãn rồi, bây giờ cô và các bạn cùng tiếp tục học nhé. Các con quan sát tranh sau đây. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh vẽ gì. À, trong tranh đang vẽ người nông dân dắt trâu đi cày. Và ngoài ra còn một số người nông dân đang làm việc trên đồng ruộng. Qua bức tranh này, cô có một bài thơ thể hiện nội dung của bức tranh. Và sau đây cô sẽ đọc cho các bạn cùng nghe nhé. Sau đây cô mời các bạn cùng lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé. Tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà, tháng ba cày vỡ ruộng ra, tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng. Cô cảm ơn các con, cô thấy các con đọc rất là tập trung bài đọc thầm này. Vậy bạn nào có thể cho cô biết những tiếng nào trong bài thơ này có mang vần vừa học? À, rất là giỏi, đó là tiếng khoai. Tiếng khoai có mang vần hôm nay chúng ta vừa học. Trong tiếng khoai có mang vần gì vậy con? Trong tiếng khoai có mang vần oai hôm nay chúng ta vừa học.
cô mời một bạn phân tích giùm cô tiếng khoai. À, đúng rồi, tiếng khoai gồm âm khờ đứng trước, phần oai đứng sau. Cô cảm ơn các bạn. Các con lưu ý, đối với đoạn thơ ứng dụng, sau mỗi dòng thơ các con nhớ ngắt hơi và sau dấu phẩy các con cũng phải ngắt hơi. Đối với dòng thơ cuối cùng, con phải nghỉ hơi ở cuối dấu chấm nhé các con. Các con nhớ chưa nào? Sau đây cô và các bạn cùng bước vào hoạt động luyện viết nhé. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn các bạn viết vần oai. Đặt bút giữa dòng ly 2. Viết con chữ O. Nói liền con chữ A. Nói liền con chữ Y. Và điểm dừng bút của cô trên dòng ly 2. Ly bút viết dấu chấm. Và tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các bạn viết vần oai. Cô đặt bút giữa dòng ly 2. Viết con chữ O. Nói liền con chữ A. Nói liền con chữ Y. Và điểm dừng bút của cô trên đường ly 2. Cô sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ điện thoại. Cô đặt bút trên dòng ly 2. Viết chữ điện. Cách một con chữ O. Đặt bút trên đường ly 2. Viết chữ thờ. Nói liền chữ ghi vần oai. Điểm dừng bút của cô trên dòng ly 2. Cô nhấc bút viết nét ngang trên con chữ tờ và dấu nặng trên con chữ A. Cô sẽ hướng dẫn các bạn viết từ chó xoáy. Cô đặt bút giữa dòng ly 2. Viết chữ gió. Cách một con chữ O. Cô đặt bút dưới dòng ly 2. Viết chữ sờ. Nói liền chữ ghi vần oai. Cô nhấc bút viết dấu sắc. Các con đã được luyện đọc, luyện viết rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần luyện nói nhé. Và sau đây cô sẽ có bức tranh như sau. Các em quan sát cho cô và cho cô biết trong tranh này vẽ gì. À, tranh vẽ về các loại ghế. Đó là ghế tựa, ghế xoay và ghế đẩu. Và đây cũng chính là chủ đề luyện nói của ngày hôm nay của lớp chúng ta. Cô mời một bạn hãy tìm cho cô những tiếng nào có mang vần hôm nay chúng ta vừa học. À, đúng rồi, đó là tiếng xoay. Tiếng xoay có mang vần oai hôm nay chúng ta vừa học. Vậy, khi các em đã biết về các loại ghế rồi, vậy các em thích loại ghế nào nhất và vì sao các em thích? Các em hãy chia sẻ cho ba mẹ, anh chị em mình cùng biết nhé. Phần luyện nói vừa rồi cũng đã khép lại bài học hôm nay của cô. Cô có một phiếu bài tập dành cho các bạn. Dù gì, khi các em đã được tìm hiểu về các loại ghế rồi, vậy các em thích loại ghế nào nhất và vì sao các em thích? Các em hãy chia sẻ cùng với ba mẹ, anh chị em mình để cùng biết nhé. Phần luyện nói của cô vừa rồi đã khép lại bài học hôm nay. Cô có một phiếu bài tập dành cho các con để các con ôn lại kiến thức của các con vừa học hôm nay nhé. Đây là phiếu bài tập của cô.
Phiếu bài tập của cô gồm có 3 bài. Bài thứ nhất là bài nói, bài thứ hai là bài điền, bài thứ ba là bài viết. Bài thứ nhất là bài nói. Cô yêu cầu các bạn đọc thật kỹ các cụm từ và nói thành câu có nghĩa nhé. Đối với bài tập số 2, cô yêu cầu các bạn hãy điền vần oai và vần oay ở dưới mỗi tranh. Đây là những bức tranh. Cô yêu cầu các bạn điền vần oai hay vần oay vào từ ở dưới mỗi tranh. Các bạn lưu ý, khi các con chọn vần, các con nhớ đọc cho thật là chính xác và điền vần vào từ để tạo thành những từ có nghĩa nhé các con. Các con đã hiểu chưa nào? Và cuối cùng là bài tập số 3 là bài tập viết. Khi các con viết, các con lưu ý phải viết đúng độ cao, độ rộng của con chữ nhé. Và khi làm xong bài, các con nhớ nói bố mẹ kiểm tra lại và sau đó gửi cho cô xem để cô xem các con làm bài có tốt hay không. Cô mến chào các con, hẹn gặp lại các con nhé.